Em tên là Thắm ạ. Em năm nay 29 tuổi và đang làm việc tại công ty Thiên Dung CNT Vina ở công nghiệp Điềm Thụy. Tình trạng răng trước đây của em thì là răng khớp khểnh ạ. Khớp khểnh nặng ấy ạ. Trước đây thì em cũng có tìm hiểu qua rồi ạ. Nhưng mà vì là sợ sợ đau ấy ạ. Với cả cũng mất nhiều chi phí nên là em vẫn chưa đi được ấy ạ. Thì sau khi đi làm thì em cũng có tiết kiệm được, và các bạn ở công ty em thì cũng có nhiều bạn đi niềng răng ấy ạ. Thì em cũng quyết tâm là đi niềng răng ạ. Theo em thấy thì lúc đeo niềng thì cũng không có khó khăn gì lớn cả. Chỉ là mới đầu mình đeo ấy thì chưa quen thì cũng có lúc là thấy nó cộm lên ấy ạ. Rồi cũng có lúc là bị cứa vào lưỡi ạ. Thì nhưng mà bây giờ quen rồi thì không có vấn đề gì ạ. Về vấn đề vệ sinh thì em phải đánh răng nhiều lần hơn trong một ngày. Mỗi khi mà ăn cơm thì em phải tháo ra, rồi sau khi ăn xong thì em lại phải đánh răng và đeo lại vào ấy ạ. Ở nhà thì mọi người cũng chưa biết đến cái phương pháp niềng răng này đâu anh. Thì mọi người lúc mà em vào niềng răng thì mọi người cũng chỉ biết là làm như như cái mắc cài truyền thống ấy ạ. Thì lúc đầu em về thì mẹ em cũng còn không nhận ra là em niềng răng. Em thấy là quen nhanh thôi ạ. Em đeo khoảng vài ba ngày là quen rồi ạ. Tức là cái phương pháp niềng răng này ạ, thì đầu tiên là phải đi thăm khám ở bác sĩ rồi ạ. Rồi sau đấy thì em sẽ được bác sĩ chỉ định là nhổ răng. Thì sau khi nhổ răng xong thì em đợi máng về, và sau khi máng về thì em đeo máng ạ. Em nhổ bốn răng số 4 ạ. Thì lúc đầu em rất là sợ, vì em sợ đau và em không chịu được đau ấy ạ. Nhưng mà một hôm thì bác sĩ gọi đến, ông bác sĩ bảo nhổ răng, thế là em còn không biết trước ấy ạ. Thì thực ra thì chỉ lúc tiêm tê là em thấy hơi sợ thôi. Sau khi nhổ răng rồi thì cũng không không đau lắm ạ. Thì em thấy là phương pháp này thì có nhiều ưu điểm hơn, như là tính thẩm mỹ này, vệ sinh răng là dễ hơn ạ. Và không phải ra phòng khám thường xuyên. Em thấy không khó chịu một chút nào ạ. Em thấy rất là thoải mái ạ. Bác sĩ và nhân viên thì cũng rất là nhiệt tình ạ. Tại vì em cũng hay phải đi làm về muộn ấy ạ. Thì những cái giờ hành chính thì em không thể đi được ạ. Đến thăm khám được thì em cũng hay đi vào sau giờ hành chính ạ. Thì mọi người cũng vẫn rất là nhiệt tình ạ. Hiện tại thì em đeo đến máng thứ 20, 20, 27 trên 39 rồi ạ. Răng của em thì tiến triển rất là nhiều ạ. Mọi người ở bên ngoài mọi người cũng bảo là cái khuôn khuôn miệng của em cũng thay đổi, và răng cũng thay đổi rất là nhiều rồi ạ. Bản thân em thì em thấy rất là vui vì răng mình thay đổi mỗi ngày ạ. Máng này thì em không thấy có khó khăn gì cả. Đeo cũng thoải mái lắm ạ. Lúc tháo ra và đeo vào thì dễ lắm ạ. Răng em thì lúc lúc chưa khớp khểnh nhiều thì cũng hơi khó một chút. Nhưng mà bây giờ thì quen rồi ạ. Với cả răng dàn ra nhiều rồi nên là tháo lắp nó cũng không có gì khó khăn ạ. Với phương pháp này thì có thể không phải qua phòng khám thường xuyên ấy ạ. Nhưng mà bác sĩ có bảo em là tại vì em ở gần đây nên là cũng ra thường xuyên để bác sĩ xem cái tình hình tiến triển nó như thế nào ấy ạ. Thì trước đây thì cũng khoảng mỗi khay thì em ra một lần, khoảng 10 ngày em ra một lần. Nhưng mà dạo gần đây thì tầm khoảng
một tháng, 2 tháng em mới phải ra một lần. Em có lời khuyên là các bạn đừng do dự như mình mà đi niềng càng sớm càng tốt ạ.